Hậu Dương. Dạ chào bà. Ông là ai? Tôi là một gã ăn mày khốn khổ. Một gã ăn mày khốn khổ à? Vậy ông cần gì? Bạc tiền hay cơm gạo? Tuy tôi là một gã ăn mày khốn khổ đầu đường xó chợ, nhưng hôm nay tôi đến đây không phải để cất thực hàng ngày. Nếu như vậy ông muốn gì? Tôi muốn nhìn lại dung nhan bà một lần sau cuối. Cầm ngay! Gã ăn mày khốn lâu, mì là ai? Là ai? Đây, bà hãy nhìn cho rõ, cái ăn mày khốn nạn này là ai? Kìa, Trương Bầu! Kìa, Dương Thảo Lan! Dương cũng sống! Dương Thảo Lan! Thôi, Dương anh chưa đến gần em nữa. Vì sao? Vì sao vậy hả Thảo Lan? Bảo ơi, tại vì bản thân em giờ đây quyến ngu nên đành phải quay lưng cuối mặt mà trốn chạy người và dời bao nỗi nhớ niềm thương rơi rớt con tim làm cho ai phải ngày ngày mòn mỏi nhớ mong đêm canh chì tắt đèo tương đời qua lạnh lẽo cho con phòng trở về đây tìm người em nhưng có ngờ đâu lâu mong ngày xưa đâu còn nụ cười của tôi yêu ra để lối sang quyền bầu xin anh xem em như người đã chết trả lại anh chân kỷ niệm năm nào trả lại sát bước dưới cành lá Yeah, yeah, yeah.
giàu vàng. Dương Thảo Lan